Hello, teachers. How are you today? I'm great. And yes. You? I'm okay. Okay, before we start, let us check the homework. Yeah. Finished the homework. What was your favorite food? What was your favorite color? What was your favorite singer? Was math easy for you? Who was your favorite star movies? Did you play an instrument? Did you like scary movies? What was your favorite subject? Was school fun for you? Were you good at PE? Mm-hmm. Okay, like it. However, let's look at sentence number 5. Chúng ta sẽ nhìn vào câu số 5 một chút nhé. Wow. Câu số 5 nghĩa là gì nhỉ? Câu hỏi mình sẽ dịch là gì? Theo cái đáp án mình vừa làm. Translate it. Kiểu như là Who là gì? Bạn thích ngôi sao điện ảnh nào ấy cô? Yes, tôi cũng là ai? Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn? Thế thì ngôi sao điện ảnh mình sẽ có từ gì? Mình nên sẽ sắp xếp thì star ở trước movie hay là movie trước? Star ở trước movie à? Nếu mà star movie thì sẽ thành gì? Bộ phim ngôi sao à? Movie là danh từ chính đúng không? Nếu mà con để là bạn để là star movie đúng không? Bây giờ mình phải đổi lại thành gì? Movie star thì là ngôi sao điện ảnh đúng không? Cái danh từ chính ở đây là danh từ star. Ok, thank you. Very good. Now we start today's lesson. Let's start with listen and write. Bài nghe. Now, hãy look at this. Bây giờ chúng ta nhìn qua thì mình cứ thích nghe. How many columns? Bao nhiêu cột nhỉ? Dạ. How many columns are there? Có bao nhiêu cột? Cột là gì? Cột là hàng dọc này đúng không? Yeah. Monday. There are five. Yeah, five. Tương ứng với năm cột này là các thứ là những thứ nào nào? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And how many rows are there? Có bao nhiêu hàng? Hàng ngang nhỉ? There are five. Yeah, five rows. Năm hàng ở đây tương ứng với năm gì? First class, second class, third class, fourth class, fifth class. Yeah. Là gì nhỉ? Mình sẽ hiểu là các là tiết, kiểu như là tiết đầu ấy cô. Chính xác, các tiết học trong một ngày. Ví dụ thứ hai có năm tiết là năm môn gì đúng không? Yeah. Now we will listen. Track B45, page 93, activity 25. Listen and write. Monday. We study lots of subjects on Monday. The afternoon is difficult, but all my classes in the morning are easy. I have science, English, and math. How about she's Monday? Her Monday? Thứ hai của cô ấy như thế nào nhỉ? Các môn buổi chiều thì là khó hay dễ? Môn buổi chiều là easy à? No. Buổi sáng, nghe lại nha. Monday. We study lots of subjects on Monday.
Nghĩa là gì nhỉ? We study lot of subject. Nghĩa là chúng tôi học rất nhiều môn học vào thứ hai. Exactly. Larger. The afternoon is difficult. The afternoon is difficult. Tức là buổi chiều là gì, dễ hay khó nào? Buổi chiều là khó. Khó đúng không? But all my classes in the morning are easy. But all my classes in morning are easy. Easy tức là các môn buổi sáng thì dễ. I have science, English and math. Monday morning, which subjects? Môn nào nhỉ? Science, English and math. Thứ hai này mình không cần phải điền gì đúng không? Track B45, page 93. Are easy. I have science, English and math. Okay, now Tuesday. Tuesday afternoon is difficult for me. Câu vừa rồi là gì nhỉ? Tuesday afternoon. Tuesday afternoon are difficult for me. The fourth class is math. The fourth class is math. Math. Then the fifth class is PE. Then the fifth class is PE. Yes, thì chúng ta đã điền được hai ô ở đó là gì? Tiết 4 và tiết 5 là math and PE. Yes, very good. These are not my favorite subjects. Wednesday. I like computers, so Wednesday morning is interesting. How about Wednesday morning? Bạn ấy cảm thấy như nào? Interesting. Yes, interesting. Why? Because I have computer science in the first class. Because she had computer science in the first class. Very good. Tức là tiết đầu bạn ấy học môn gì mình sẽ điền được tiết đầu là gì? Là computer science. Khoa học về máy tính. In the third class, I have geography. And then the last class of the day is history. The last class of the day is history. History. Nghĩa là gì nhỉ? Là tiết học cuối cùng thì bạn học môn lịch sử ạ. Yes. Thursday. The third class on Thursday before lunch is music. Nghĩa gì nhỉ? The third class is in music. The morning. Before lunch is music. Yeah. Mình đã điền được ô tiết 3 ở đấy rồi đúng không? Music. After lunch, it's music too. Nghĩa là gì nhỉ? After lunch is music too. Nghĩa là trước bữa trưa và sau bữa trưa đều là môn âm nhạc. Then for the fifth class, I have PE. Friday. My first class on Friday is computer science. My first class in Friday, I had computer science. Yeah. And my second class is geography. My last class on Friday, after art, is English. And the second class is geography, and the last class she has English. Very good. Okay, English. Okay. It's quite easy. Okay, exercise 2. Unspermable. Right question. Tức là mình phải làm gì nhỉ? What is the request? Là mình phải hoàn thiện, sắp xếp lại và viết lại câu hỏi. Yes, number one. Did you go in the cave?
Number two. Were there any bats? Bats. Còn gì nhỉ? Do you know? Con rơi ạ. Yes. Next. What is a cheap boring? Again? What is a cheap boring? Một chuyến đi nhàm chán đúng không? Thì mình sẽ bây giờ mình sẽ xác định xem là cái danh từ ở đây là gì. Danh từ ở đây là cheap ạ. Cheap đúng không? Vâng. Thế thì trong tiếng Anh danh từ chính nó sẽ đứng ở đằng sau đúng không? Và cái tính từ đấy sẽ đứng ở trước. Nên chúng ta sẽ nói là gì? A boring cheap. À, okay. Vâng. Were there a boat? Did you go any other place? Còn từ to nữa mình chưa dùng đến. Did you go? Did you go? Did you go to any other place? Yes, go to. Yeah. Và mình sẽ đọc là gì? Places. Places. Bởi vì nếu mà bản thân từ place mà không có s ở cuối ấy, mình đọc place. CE này mình đọc là s, nhớ nhỉ? Next. Yêu cầu tiếp theo vẫn là của bài này nhá. Mình sẽ phải nối gì? Match. Match questions with these answer. Nghĩa là gì nhỉ? Là nối các câu hỏi với những câu trả lời ạ. Vừa rồi là mình hoàn thiện lại các câu hỏi đúng không? Bây giờ mình sẽ phải tìm ra câu trả lời. Cái number one hỏi là gì nhỉ? Did you go any the cave? Did you go in the cave? Yeah. Là bạn đã đi vào cái hang ấy chưa đúng không? What is the answer? Câu trả lời là gì nhỉ? Yes, we did. It was dark and wet. Chính xác. Nếu mà câu hỏi bắt đầu bằng did đúng không? Thì câu trả lời mình sẽ có chủ ngữ cộng với did. Next. Số 2 là were there any bats? And the answer? No, there wasn't. Yes. Were there? Đúng không? Mình sẽ trả lời there wasn't. Câu số 3. Chuyến đi có nhàm chán không đúng không? Was it a boring trip? No, it was interesting. Interesting. Hỏi có nhàm chán không thì không, nó rất là thú vị. Vị next. Four. Số 4 nào. Was there a boat? Có cái gì không? Câu hỏi này nghĩa là gì nhỉ? Can you translate? À, ở đây có thuyền không? Ở đây có một cái thuyền không? Yes, có cái thuyền nào không? Wow. No, à đâu, câu này. Yes, we went to a lake near the cave. Nếu mà hỏi có thuyền không thì mình có thể trả lời là có hoặc là không đúng không? Còn câu bên dưới là chúng tôi đi đến đâu đó thì nó sẽ là câu trả lời của câu số 5 đúng không? Là bạn có đi nơi nào khác không? Đúng không? Was there a boat? Sẽ trả lời là gì? No, there wasn't.
Yes, no, there wasn't. Và như thế thì có nghĩa là câu số 1. À, câu số 2 đúng không? Có con rơi nào không? Mình sẽ phải chọn đáp án khác. Mình sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Có con rơi nào không? Yes, there were. It was exciting. Okay? Có con rơi nào không thì... Bởi vì vừa nãy là mình đã chọn D nhưng mà bây giờ mình thấy là gì? Câu D phù hợp với cái câu hỏi số 4 hơn, đúng không? Okay. And the last one. Just we went to a lake near the cave. Yes, we went. Tức là chúng tôi đi đâu đây? Chúng tôi đi tới một cái hồ gần với một cái hang động. Gần cái hang động mà họ đi đến ấy. Next, tiếp theo. Can you read the request? Đọc cho tôi câu này. Ask grandma and write questions about an older family members yours. Yeah. Do. Do. Đây mình sẽ phải viết, vẫn là sắp xếp lại những từ này để tạo thành câu hỏi. Vâng. Một quán. Cái này như có một phần bài tập rồi đấy cô. Giống như cái phần bài tập ở nhà đúng không? Vâng. Can you do it again? Yeah. Làm lại. What was your favorite food? What was your favorite color? Who was your favorite singer? Was math easy for you? Yes. Who was your favorite movie star? Yes, lần này thì đã chính xác. Did you play an instrument? Instrument. Do you know the meaning? Mình đã biết nghĩa của từ này chưa nhỉ? Do you know the meaning? Do you know its meaning? Từ instrument đấy cô. Rồi ạ. Thế là gì nhỉ? Nhạc cụ. Sao? Nhạc cụ hoặc là công cụ. Đúng rồi. Ở đây là gì? Play an instrument. Tức là bạn có chơi loại nhạc cụ nào không? Play an instrument. Did you like? Ở đây chúng ta có từ mới đúng không? Từ scary. Không, từ này em biết rồi nhưng mà em đang nói. Bây giờ mình sẽ sắp xếp nhé. Scary là tiếng từ hay là loại từ, là từ danh từ hay gì? Did you like movies scary? Scary là một tiếng từ. Scary. Wow, là sợ hãi. Đúng vậy. Thế ở đây danh từ chính mình sẽ để là gì? Bạn có thích phim giống như phim kinh dị không? Đúng không? Phim kinh dị thì danh từ chính là gì? Là phim hay là kinh dị? Phim. Danh từ là phim vâng. Đúng. Thế thì danh từ chính phải đứng sau hay đứng trước? Danh từ chính phải đứng sau. Đúng rồi, khi công thức có bối ở bên trên A Boring Trip ấy. Ơ này. Cộng với tính từ, cộng với danh từ. Nhớ nhớ. Wow. Scary movie. Thì mình phải nói là did you like scary movies đúng không? Yes. Sao? Vẫn là công thức gì? Tính từ cộng với cả danh từ. Nhưng mà đây là đấy là hỏi về một chuyến đi có nhàm chán không? Còn cái này là mình hỏi là một bộ phim có
bạn có thích một bộ phim kinh dị không, thì em tưởng từ movies are scary phải đứng trước chứ. Tức là về cơ bản thì cái cấu trúc nó không thay đổi, nó vẫn là gì, nó là cái cấu trúc chung nhá. Đứng từ bổ nghĩa cho danh từ, đứng từ nghĩa trước và danh từ đứng sau. Cũng giống như là movie star chẳng hạn thì là hai danh từ, nhưng mà cái danh từ chính là nó mới đằng sau, đúng không? Tiếng Anh là trái với tiếng Việt. Tiếng Việt thì mình sẽ đặt danh từ trước, vị hay là sao thì ảnh. Ngược lại thì tiếng Anh danh từ chính là đằng sau. Next. What was your favorite subject? Cũng giống như việc mình để là gì, favorite subject đúng không ạ? Môn học gì? Yêu thích. Môn học yêu thích đúng không? Wow. Yêu thích là tính từ favorite and subject danh từ đúng không? Number 9. Was school fun for you? Were you good at PE? Okay, now answer the questions in activity 3 on yourself today. Ready now. Là trả lời câu hỏi ở bài 3 cho chính bản thân bạn vào ngày hôm nay. Yeah. Rồi, chúng ta đọc được câu số 1 nào. What was your favorite book? My favorite. Câu 1 là mẫu rồi mà cô. Đấy là mẫu, theo mẫu đúng không? Bây giờ ask answer about your favorite. Mình sẽ trả lời về bản thân mình cơ mà. Có thể là nó sẽ không giống với mẫu đúng không? Vâng. Thì là my favorite food is chicken. Yeah, chicken. But you, what is your favorite color? My favorite color is blue. Blue, yeah. I also like. Number 3. Was who was your favorite movie star? Câu số 3 cơ mà. Số 3 là gì nhỉ? Who was your favorite singer? À, singer. Về mình ngày hôm nay chưa đây nên mình sẽ không dùng. Who is your favorite singer? I don't like any singer. Oh. Four. Is math easy for you? Yes. Yes, it is. Giá chủ nghĩa giả là it. Đấy. Number 5. Who is your favorite movie star? My favorite movie star is Trấn Thành. Yeah. Number 6. Do you play an instrument? No, I didn't. Hello, I don't. No, don't. Or do you? Yeah. Next. Do you like scary movies? Yes, I do. Mm-hmm. I don't like it. Number 8. What is your favorite subject? My favorite subject is English. Mm-hmm. Yeah. Very nice to hear that. Next. Is school fun for you? Just
Yes, it is. Do you like your school? Yes. Number 10. Are you good at PE? Yes, I am. Next. Okay, activity 5 by the Tsunami. Answer this question. Can you read out loud the question and answer? Yes. Yeah. Double. One. Are you into? Interested in drawing. No, I am not. Đó. Ok. Mình không thích vẽ đúng không? I'm not. Ok. 2. What subject are you good at? Is English. Yeah. 3. Do you often go to school happily? Yes, I do. Mm-hmm. 4. What do you often do in art classes? Tức là trong giờ gì? Art trong classes. Mỹ thuật. Trong giờ mỹ thuật thì mình thường làm gì? What do you often do? Trong mỹ thuật thì chắc chắn là mình phải gì? I'm drawing. Yeah, I often draw. Ở đây câu hỏi gì? Ở phía đơn. I often draw. Often draw. Yeah. 5. Do you like going to school? Yes, I am. Yes, I do. Do you? Yes, I do. Yeah. Okay, I think that's all for today. So before we stop, can you summarize what have we learned today? Hôm nay mình học được nội dung gì nào? We learned today about practice listening and talking about favorite mind and favorite things. Dạ. Ý của mình muốn diễn đạt là gì? Những thứ mình yêu thích là my favorite things, đúng không? Dạ. How about grammar? Buổi hôm nay mình học được cái cấu trúc ngữ pháp gì nhỉ? Cái cách thành lập một cụm danh từ nhá. Cộng adjective cộng với nào. Nào, đúng rồi. Tức là sau buổi hôm nay nắm vững cho cô cái vị danh từ, tính từ đặt ở đâu cho nó đúng. Wow. Ok? Yeah. Hey, thank you very much. And remember to do your homework. Yeah. Bye. Goodbye. Good night, teachers. Ngại cô lại còn đúng 2 phút 28 phút. Học 2 phút 28 phút.